giảm cân là cả một quá trình phấn đấu của cả cuộc đời. Nhưng mà không sao, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giảm cân nhanh trong vòng 7 ngày. 7 ngày. Chào mọi người, mình là Linh. Mình là mẹ bỉm sữa đang sống và làm việc tại New Zealand. Hôm nay là video đầu tiên mình làm về chuyên đề chăm sóc bản thân dành cho các mẹ bỉm sữa. Và mình có một bí quyết giảm cân mà mình đã thử rồi và rất là hiệu nghiệm, cho nên mình muốn chia sẻ cùng mọi người. Nói sơ về bản thân của Linh thì lúc mà mình mang bầu em bé thứ hai á, lúc mà vào bệnh viện sinh con thì mình nặng khoảng bao nhiêu ta? Khoảng 73 kg, như là một con voi luôn. Sau khi con được khoảng hơn 1 tuổi thì mình vật vã là diet giảm cân các kiểu thì xuống được khoảng 59 kg. Nhưng mà cái con số 59 đó nó cứ dừng ở một chỗ, không thể nào mà xuống được nữa luôn. Cho nên nhiều lúc mà mình đọc tin tức trên mạng, mình thấy có nhiều mẹ mà sinh xong mà khoảng 3-4 tháng mình đã về lại vóc dáng người con gái, có khi còn ốm hơn nữa. Thật sự là mình rất rất khâm phục và có một chút ghen tị và áp lực đối với bản thân. Cho nên cách đây khoảng mấy tháng thì mình có làm một bài báo viết về công dụng giảm cân của nước giấm táo. Thì mình thì cũng thử rất nhiều các loại diet khác nhau rồi nhưng mà cũng không có hiệu quả lắm, cho nên có thử thêm một cái nữa cũng không sao, cho nên mình quyết định uống thử giấm táo xem nó như thế nào. Chắc hẳn mọi người cũng có nghe và biết về công dụng của nước giấm táo đúng không? Đặc biệt đối với việc giảm cân. Nhưng mà không phải ai uống nước giấm táo thì cũng có thể giảm được. Tại vì nước giấm táo á, mà mình uống không đúng cách, uống không đủ liều lượng thì chắc chắn là sẽ có nhiều hại hơn là có lợi nha. Nói về nước giấm táo thì nước giấm táo á, là nó là một cái loại nước có được từ cái việc lên men của trái táo. Trái táo là một cái quả thật sự rất là tốt. Nếu mà mình ăn hàng ngày á, nó giúp cải thiện hệ miễn dịch nè, cải thiện hệ tiêu hóa. Và đặc biệt cái trái táo á, nó là một dạng quả sốt. Cho nên khi mình ăn vào á, cái lượng calorie nó rất là thấp, nhưng mà nó vẫn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và vitamin và protein. Và vì sao mà nước giấm táo lại có thể giúp cho việc giảm cân? Thì nó là như thế này, tại vì trong nước giấm táo nó có một cái loại axit gọi là axit acetic. Thì trong cái axit đó nó giúp kìm hãm lại sự thèm ăn. Cho nên mình uống nước giấm táo vào mình sẽ lúc nào cũng cảm giác là người cảm giác như no bụng. Cho nên mình không muốn ăn quá, không ăn nhiều thêm nữa. Và cái thứ hai là nó giúp cho việc trao đổi chất nhanh hơn và giúp giảm cái lượng nước trong cơ thể của mình. Nghe thực sự rất là hứa hẹn đúng không? Cho nên mình đã quyết định thử uống nước giấm táo trong vòng 7 ngày, xem cái công dụng liên tục luôn 7 ngày, xem cái công dụng của nó thực sự là có tốt không. Và khi mình uống nước giấm táo thì mình vẫn ăn uống bình thường, bình thường ăn sao thì ăn vậy. Chế độ ăn của mình thì cũng ít tinh bột, ăn nhiều rau quả, rau củ, rồi ít đường và ăn chia làm nhiều bữa. Và thời gian mình uống thì mình cũng khá là bận rộn với việc chăm con, cho nên mình cũng không có thời gian tập thể dục nữa. Cho nên các bạn nếu mà muốn thử uống giấm táo thì ăn uống có điều độ thôi nha, chứ đừng có ăn một ngày mà 4-5 bát cơm rồi trà sữa, pizza, bánh ngọt các kiểu là nó không có hiệu quả đâu nha. Và khi mình uống liên tục trong 7 ngày thì mình giảm được 2 kg. Mà nói mà so với các chế độ giảm cân khắc nghiệt khác á, thì nó thật sự không phải là nhiều. Nhưng mà mình thật sự rất thích cái cách giảm cân này. Tại vì khi mình trong quá trình mình uống nước giấm táo á, cơ thể mình thật sự là không có mệt mỏi. Và tại vì mình vẫn hoạt động bình thường, sinh hoạt bình thường, ăn uống bình thường, cho nên mọi thứ nó vẫn như cũ. Chỉ có cái cân nặng là nó sụt xuống thôi. Và đặc biệt là khi mình dừng uống giấm táo rồi ấy, cái số cân mình mất đi á, nó mất thật sự, nó không quay trở lại. Cho nên điều đó là một tín hiệu rất là tốt. Và khi mình uống nước giấm táo thì mình cũng có pha chế một chút xíu cho nó phù hợp khẩu vị của bản thân. Và ngoài những cái thứ bắt buộc như là nước và giấm táo thì mình có cho thêm chanh và gừng.
À, cái thứ nhất là để át cái mùi của giấm táo, và cái thứ hai là nó cũng giúp cho việc trao đổi chất và đốt mỡ thừa. Các bạn cùng mình theo dõi cách làm ha. Thật sự rất là dễ đúng không mọi người? Ban đầu có thể khi mà mình uống có thể cảm thấy không có quen, thì vì mùi nó hơi khó chịu ấy, nhưng mà uống rồi thì cũng như là uống nước bình thường thôi. À, các bạn nhớ là khi mà mình mới ngủ dậy thì nên uống nước ấm với lại mật ong hoặc chanh, chứ đừng uống nước giấm táo liền. Tại vì đối với bệnh bụng, cái bụng mình còn rộng á, thì uống cái nước có chứa nhiều axit thật sự nó không có tốt. Nhưng mà sau khi ăn sáng thì uống bình thường thôi, uống suốt cả ngày như là nước nha. Mình cảm thấy là ngoài cái công dụng mà giảm cân rõ rệt đi á, thì mình phát hiện là da của mình sau khi uống giấm táo thì có vẻ sáng sủa, hồng hào hơn, kiểu như là healthy glow. Nhưng mà cái này để mình theo dõi thêm và kiểm chứng thì mình sẽ nói với các bạn biết thêm ha. Sau khi uống 7 ngày thì liên tục 7 ngày thì mình chuyển xuống còn cứ 3 ngày một tuần, có nghĩa là cứ một ngày uống, một ngày nghỉ. Tại vì mình không muốn cơ thể hấp thụ quá nhiều cái chất axit trong giấm táo á, và mình uống như vậy và mình cũng giảm thêm được một số cân nữa. Cho nên mình sẽ làm một video khác nói về từ A đến Z về việc giảm cân sau khi sinh. Và các bạn lưu ý là khi mà mình uống giấm táo thì mình nên kiểm tra với bác sĩ, đặc biệt là những mẹ nào mà có tiền sử về bệnh tiêu hóa là dạ dày, tim mạch, đang có bầu hoặc là cho con bú thì nên phải kiểm tra hết nha. Tại vì với những cái tiền sử bệnh đó thì tốt nhất không nên uống giấm táo và tìm cách giảm cân khác, vì trong giấm táo cái lượng axit như lúc mình nói là nó khá là cao. Còn nếu mà sức khỏe bình thường thì mình khuyên các bạn nên uống ngay và luôn. Tại vì giả sử cảm khi mình không có ý định giảm cân đi nữa thì thật sự cái giấm táo rất là tốt cho sức khỏe. Và mọi người nhớ mua giấm táo lên men hữu cơ nha, chứ đừng có mua lại công nghiệp. Tại vì hữu cơ thì chắc chắn là nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình hơn. Ở Việt Nam thì mình thấy có nhiều người hay bán cái thương hiệu ở Mỹ gọi là Bragg. Nếu mà mình kiếm được cái loại đó thì cũng sẽ rất là tốt. Và đây cũng chỉ là một cái trải nghiệm theo kinh nghiệm của bản thân mình thôi. Tại vì mỗi người cũng sẽ có những cái phương pháp và kinh nghiệm giảm cân khác nhau. Và còn đặc biệt nó cũng sẽ tùy vào cơ địa của mình hoặc là sức khỏe của mình thì cái kết quả giảm cân nó cũng sẽ khác nữa. Vậy nha mọi người, ai mà có đang giảm cân mà chưa thành công thì hãy thử cách detox bằng giấm táo như mình. Bạn nào có thắc mắc hay câu hỏi gì thì hãy comment ở dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Và các bạn nếu thích nội dung của video clip này thì hãy like and subscribe cho mình nha, để mẹ bỉm sữa có thêm động lực và làm các video bổ ích khác cho mọi người. Cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau. Thank you. See ya.